2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 64, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức. Ba chức năng tiếp theo, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Thầy nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nếu mà bên thầy giá sát thứ lành thầy, chúng ta cũng trì ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Giáo trình thắng pháp hôm nay, bài 64 tiếp theo, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần thứ 3, chức năng, kính giác. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn dắt bài học. Nam mô Bổn Thầy nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức và thân chờ tất cả quý tôn đức Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần chức năng của tâm thức, một trong sáu khía cạnh của tâm. Vừa qua chúng ta đã học số 1, số 2 và số 14. Tiếp tục là tiềm thức hay là hữu phần và sự chết cho mệnh chung. Hôm nay Thượng tọa Giác Đẳng sắp xếp bài học với chúng ta, thay vì tiếp tục là cái phần khế mô đứng ở vị trí số 3, rồi mới thấy nghe ngửi nếm được tiếp thu quan sát. Mười bốn sự này được sắp đặt như từ trước là bởi vì lấy theo sở thana, tức là vị trí của tâm lộ trong một cái diễn trình tâm thức, cho nên
mới sắp đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 14 theo như vậy. Nhưng khi học thì được giảng dạy theo cái đặc tính, ý nghĩa mà nói. Thí dụ như hãy có tục sinh thì trong thời bình nhật có một kiếp, rồi cuối cùng kiếp sống là tử, ba cái tục sinh một kiếp là tử, ba cái chức năng này nó cùng là một loại tâm, một thứ tâm, cho nên được xếp chung để học, để học thứ lớp 1, 2, 3. Thì bây giờ khai môn sẽ được nối sau. Bây giờ chúng ta học cái chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp nhận, hay là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Học trước thì cái nằm cái giác quan đó. Bây giờ thì xin mời cô Lan Dầu Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học. Sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Giám Đảng thuyết giảng cho bài học học này là Bồ Thầy. Bồ Bích Thầy dạng sa thứ lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Siêu Đại dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài 64, sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức tiếp theo. Năm chức năng của ngũ quan là thấy, dasana, nghe, wasana, sawana, ngửi, khayana, nếm, sayana, xúc chạm, hustana, được gom chung một phần vì những đặc tính giống nhau. Theo thắng pháp thì ngũ quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, nhận biết năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc ở giai đoạn nguyên sơ, chứ chưa có xử lý hay phản ứng. Nói cách khác, những cái gọi là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay năm cảnh xấu ngược lại, đã định dạng ở ngay khi căn tiếp xúc với cảnh, chứ không cần chờ tới sự xử lý nhồi nặng sau đó của tâm thức. Ở mức độ này thì cảnh tốt xấu không là sản phẩm của tâm, hay có sự khác biệt giữa phàm, thánh, ngu nhân, trí giả. Bởi vì năm cảnh của ngũ quan trong giai đoạn nguyên sơ đã định hình cảnh tốt xấu, nên ngũ quan theo thắng pháp luôn luôn là chiêu cảm nghiệp lực, hoặc là quả bất thiện trong trường hợp cảnh xấu, hoặc là quả thiện trong trường hợp cảnh tốt hay cảnh không xấu. Không có trường hợp không bị chi phối bởi nghiệp, và cũng không có trường hợp không thuộc về quả thiện hay quả bất thiện. Ngũ quan tuy muội lược nhưng mở ra thế giới ngoại tại của tâm thức, nên có chi phối lớn trong đời sống chúng sanh. Năm cảnh ngoại tại này tạo thành căn tánh cố hữu của chúng sanh trong đời. Rất ít người có khả năng tu và chứng thiền vượt khỏi sự chi phối và lệ thuộc đối với năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Do vậy, năm cảnh của ngũ quan trong Phật học gọi là năm dục trưởng dưỡng, kamaguna, hay ngũ dục, có khi cũng gọi là ngũ trần, có nghĩa là năm thứ bị làm nhơ tâm. Nên phân biệt rõ năm cảnh ngoại hay năm cảnh ngũ với cảnh pháp. Đây là trường hợp thường bị nhầm lẫn. Khi cảnh ngũ trở thành quá khứ thì là cảnh pháp. Thí dụ như cụm từ lấy từ một câu thơ Hương gây mùi nhớ. Thí dụ khác, khi nghe một bản nhạc bolero thì thính giác chỉ nhận biết âm thanh lớn nhỏ, êm dịu. Còn thể loại nhạc gì được nhận biết với ý thức, thuộc về sự nhận định của ý thức lúc đó, âm thanh đã trở thành cảnh pháp. Trong bản liệt kê 14 chức năng của tâm, thì năm chức năng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng xếp thứ tự từ số 4 đến số 8
nằm sau khai môn. Nhưng trong giáo trình này, để trước chức năng khai môn, vì chức năng này và những chức năng còn lại cần được giảng chung để hiểu về diễn trình của tâm thức. Chánh văn đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi sứ giảng bài học một bên thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy Già, kính đảnh lễ thiền tọa tu sư, đảnh lễ chư công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi rất là mong quý vị nghe rõ lời dẫn nhập của thượng tọa tu sư, bởi vì khi mà 14 chức năng này được liệt kê ở trong tất cả những cái quyển sách về thắng pháp đó, thì chúng ta thấy rằng tương đối hơi khác cái thứ tự mà chúng ta nêu ở đây. Ở trong 14 chức năng thì mở đầu với kiết sanh thức rồi tiềm thức, và cái gọi là tử thức đó, thì lại được kê là cái sau cùng thứ 14. Ở nằm ở khoảng giữa đó thì sau cái tiềm thức Pháp Quan Giá thì khai môn, rồi mới tới sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, và sau đó chúng ta mới tiếp nhận, kiểm tra, đoán định, rồi xử lý. Riêng ở trong giáo trình này thì chúng tôi trình bày không có theo cái thứ tự như vậy, mà chúng tôi chia làm 3 cụm, bây giờ 14 chức năng 3 cụm. Cụm đầu tiên đó là liên quan đến kiết sanh thức, tiềm thức và tử thức, tức là 3 cái vai trò có tính cách là tiềm ẩn, khó thấy, nhưng mà lại là một cái nền của cuộc sống. Rồi một cái cụm thứ hai là nói về ngũ quan, tức là bài học ngày hôm nay là thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Rồi thưa quý vị, còn lại, tất cả những cái còn lại từ khai môn, rồi tiếp nhận, kiểm tra, xác định và xử lý đó, như hưởng, thì chúng tôi sẽ cho chung một cụm thứ ba, cụm sau cùng, mà ngày thứ hai, thứ năm tới đây chúng ta sẽ học. Thế giới mà chúng tôi chia thành ba cụm, ba nhóm mà nó gần nhau như vậy đó là để cái sự trình bày nó được liên tục. Thay vì hôm nay khi mà chúng tôi nói về ngũ quan thì chúng tôi phải nói về khai môn thì nó lẫn trọn, nó không có nhầm vào đâu hết. Rồi quý vị cũng nghe sự tọa từ siêu vừa đề cập, và chúng tôi nói ở đây quý vị nếu không có học thắng pháp trước kia thì chỉ nghe thôi chứ không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà đại khái quý vị nên hiểu rằng cái trình bày ở tại đây đó, nó không theo cái thứ lớp mà 14 cái chức năng được nêu lên trong phần đầu của bài học. Chúng ta nên đặc biệt là cẩn thận phần này. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nói về 5 cái chức năng, đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, rồi xúc chạm. Chỉ xúc ở đây đó nên rất là cẩn thận. Chỉ xúc trong Phật học và trong thắng pháp thì nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà chỉ xúc ở đây đơn giản đó là cái xúc chạm của thân. Giống như chúng ta đụng cái gì đó mà chúng ta nghe nó nóng, nó lạnh, nó êm ái, nó thô cứng, mà cái đó là xúc chạm của thân, tức là một ở trong 5 ngũ quan mà chúng ta gọi là xúc giác. Khi mà nói về 5 pháp này đó thì có rất là nhiều điều để chúng ta trình bày. Và thật ra thì khi mà chúng tôi soạn bài này đó thì chúng tôi cố gắng để hạn chế, không có nói nhiều lắm. Tại vì khi mà mình viết bài đó mà mình nói nhiều quá thì nó tạo ra cái chuyện là nó không có cân phân. Ví dụ 14 cái chức năng, một cái quá dài, một cái quá ngắn chẳng hạn, thì như vậy đó, nó sẽ làm cho cái bài học nó loãng đi. Chúng tôi không có muốn, chúng tôi muốn quý vị nhờ, quý vị có thể thấy được.
Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói rằng ngũ quan, sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó là những cái những phần rất là quan trọng ở trong thế giới của hiện tượng, và đặc biệt là trong đời sống của chúng ta, đời sống của những chúng sanh ở trong cõi dục giới. Và ngay cả cái dục giới nó hoặc trực tiếp gián tiếp thì nó liên quan đến năm cái giác quan này, mà lát nữa chúng ta sẽ trình bày. Thưa quý vị, trước nhất là chúng ta nên hiểu rằng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó, đó là một sự nhận thức đối với năm cảnh. Biết được cảnh, thấy được cảnh sắc thì chúng ta gọi là thị giác hay là nhận thức. Và nghe được âm thức chúng ta gọi là thính giác, hay là sự nghe. Rồi ngửi mùi, dù là mùi hương thơm hay không thơm thì chúng ta gọi sự nghe hay là khứu giác. Nếm các cái vị như là chua, cay, mặn, ngọt thì chúng ta gọi là nếm hay là vị giác. Và sau cùng là cái biết của thân của chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái xúc chạm như là êm ái hay là thô cứng, hoặc là thoải mái hay không thoải mái, thì cái đó chúng ta gọi là xúc chạm. Những xúc chạm ở đây rất là cẩn thận, tại vì ở trong từ Phật học của chữ xúc đó, có nhiều cái nghĩa lắm. Và chữ xúc có đôi khi dùng để dịch cho chữ phát xá, là sự gặp gỡ căn cảnh và thức. Ở đây chúng ta nói phúc xá đá, là chúng ta chỉ cho thân của chúng ta đối với cái cảnh xúc. Và riêng việc này thì chúng ta cũng phải nói rằng mình thấy bằng con mắt, nhưng mà khi con mắt á, nó bị nhậm. Chúng tôi không biết chúng tôi nói chữ nhậm á, có quý vị có hiểu không, nhưng mà khi con mắt chúng ta bị đau á, và bị đau như là nó bị sưng vân vân, thì cái đó nó không thuộc về nó không thuộc về thể giác. Mà con mắt chúng ta nó bị đau nó thuộc về xúc giác. Giống như lưỡi chúng ta nếm vị, nhưng mà khi nào chúng ta bị lỡ, bị đạn, bị khen khơi so đó, mà cái lưỡi chúng ta lỡ thì cái đó nó thuộc về cảnh xúc đó, chứ nó không phải thuộc về cảnh vị. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Năm cảnh này đó thì nó thuần về vật chất. Nó thuần về vật chất, không có nên hiểu nó. Lát nữa trong phần sau cùng thì chúng tôi sẽ nói về một số cái phân biệt. Một số phân biệt mà liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì thưa quý vị, đặc biệt là khi một cái người học về thắng pháp, đôi khi chúng ta có cái cảm nhận rằng ngũ song thức hay là năm cái biết của thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, hay là thấy, nghe, ngửi, nếm, đục, nó đơn giản, nó mụi lực. Giờ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút nhé. Hello, tôi khỏe lên đó. Được Linh đó, được rồi, được rồi. Xin lỗi quý vị. Thưa quý vị, chúng ta nói về năm cảnh này thì khi mà chúng ta mới nghe ở trong thắng pháp đó, thì tương đối chiếm phần nhỏ thôi. Và chúng tôi cũng đồng ý là đa phần khi mà thắng pháp mà đề cập đến tâm 121 tâm đó, thì ngũ song thức không được nói nhiều,
Dạ. Vì đơn giản là ngũ sung thức chỉ có bảy cái thuộc tánh mà chúng ta gọi thuộc tánh tự tha biến hành. Và ở trong lộ tâm, ở trong cái diễn trình tâm thức thì ngũ sung thức chỉ là một sát na. Một sát na có tính cách là trong một cái giai đoạn rất là nguyên sơ, chứ nó không có, nó không có đóng nhiều vai trò mà tạo nghiệp như là tâm xử lý hay là vân vân những tất cả. Nên chi có nhiều người bị học thắng pháp thì không có thấy rằng cái chuyện này nó lớn chuyện, nhưng mà thật ra không phải thắng pháp nói như vậy đâu. Trước chức như là chúng ta nói rằng chúng sanh trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, thì chúng ta nên hiểu là cái gọi là dục giới đó là cái, là cái thế giới nó liên quan đến năm cảnh dục, tức là sắc, thinh, khí vị xúc, và nó trở thành một cái sự chi phối lớn trong đời sống. Và cái thế giới của chúng ta hàng ngày, từ cái gì mà rất là thô sơ ở bên ngoài, cái gì mà rất là thô, ví dụ như ăn đồ ăn ngon, mũi ngửi mùi thơm, mùi sơm, cảnh đẹp vân vân, thì chúng ta gọi đó là vật chất. Dạ, vật chất, vật chất, thế giới vật chất cung ứng cho chúng ta cái gọi là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Tuy nhiên nói như vậy á là một cái lằn ranh rất là miễn cưỡng, không có rõ ràng. Lấy ví dụ như là ở tại chùa Pháp Luân, chúng tôi đang có một cái công việc chỉnh trang, là có một cái tượng Phật cao 7 thước được đặt và được chuyển về sắp tới chùa. Thì thứ việc chúng tôi đang chuẩn bị để làm một cái nơi để thay thế cho tượng Phật Lộ Thiên ở phía trước. Thì tượng Phật Lộ Thiên đó căn bản có hai điều. Điều thứ nhất là dĩ nhiên thuộc về tinh thần. Và ví dụ như chúng ta có được một tượng Phật mà nhìn trang nghiêm, nhìn mà cảm thấy từ bi, cảm thấy khoan hỷ, cái diện của tượng Phật rất là đẹp. Nhưng mà trong cái trong cái dạng đó đó thì nó không hẳn thuộc về tinh thần. Dạ, mà nó còn thuộc về cái gì mắt thấy nữa. Tại vì hiện nay thì chùa đã có cái tượng bằng fiberglass của người Tích Lan. Nhưng mà trước đây thì chúng tôi lại có cái phát tâm là cần có một cái tượng Phật đứng ở giữa chùa mà cái nặng mặt gần với người Việt Nam hơn. Dạ, thì bây giờ chúng ta có một tượng Phật về chiều kích cũng như đường nét gần với người Việt Nam. Thì cái đó nó là một sự pha lẫn giữa giữa cái mà chúng ta gọi là vật chất và tinh thần theo cái nhìn ở bên ngoài. Dạ, không phải như vậy. Thì quý vị thấy rằng ngay cả trong cái thế giới tu tập của người Phật tử, từ một cái tượng Phật mà chúng ta thờ thì không phải tượng Phật nào cũng giống nhau. Có tượng Phật mà chúng ta nhìn chúng ta rất là hoan hỷ, và có những tượng Phật người ta tạo không khéo, hay giả là âm thanh, thì có những âm thanh mà chúng ta nghe rất là thích. Thí dụ như khi mà chúng tôi sang bên Miến Điện, chúng tôi ở tại Mandalay đó, thì ở gần đó có một cái giáo đường Hồi giáo, và buổi sáng sớm thì họ họ có đọc kinh Koran, rồi ngay cả như Bồ Đề Đạo Tràng cũng vậy, nơi Đức Phật thành đạo, thì có lúc buổi sáng sớm 4 giờ học được kinh Koran thì mình nghe mình có cảm giác khác, nhưng mà rồi ngay sau đó khoảng 30 phút thì có tiếng tụng kinh của chư tăng tụng kinh Phạn ngữ, tụng kinh Pali, thì chúng ta lại có cái cảm giác khác. Dạ, cũng là âm thanh đó, âm thanh cảm giác khác. Rồi ở trong giới trí giới tu hành thì có mùi hương. Dạ, ví dụ như tại sao mà có những người vào trong chùa mà nghe cái mùi thức ăn thì họ cảm thấy cái mùi đó gần gũi, có những mùi không gần gũi. Hay là chúng ta có những cái mùi nhang, mà nhang của Ấn Độ cũng gọi là nhang trầm, nhưng mà mình đốt lên cảm thấy khó chịu, trong khi đó mình chọn những loại nhang trầm mà cái mùi nhẹ. Tại cái kiểu người Việt Nam chúng ta thì thích cái mùi trầm nhẹ của Nhật Bản hay của Việt Nam hơn là cái mùi hơi nặng như của Ấn Độ. Ở trong đó có mùi dầu trầm chẳng hạn. Thì chúng tôi nhắc những cái thí dụ như vậy để chúng ta thấy là cũng nói về sắc tướng, cũng nói về âm thanh, cũng nói về mùi hương. Nhưng mà người chúng ta hay có phân biệt là mình nhậu là thuộc về vật chất, mà mình uống một tách trà
và tất cả nhẹ nhàng nó thuộc về tinh thần. Nhưng mà rồi đi xa hơn nữa thì đôi khi chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh của một người ngồi buổi sáng pha một chung trà, nhất là chung trà ngon, uống thì nó nặng về về tinh thần. Và nếu buổi sáng sớm mà uống ly cà phê nặng thì ở cái nhìn nào đó thì chúng tôi biết là chúng ta làm sao chúng ta phân biệt được giữa cà phê và trà. Mặc dù dĩ nhiên là có nhiều người quen là trà đó nó gần với chùa chiền, nó nhẹ nhàng hơn hơn là cà phê. Và cà phê thì không được tìm thấy nhiều ở trong các cái sinh hoạt chùa chiền ngày xưa, bởi vì cái đặc tính cà phê nó khác. Nhưng mà cái nào nó cũng là cái nào nó cũng là hương, cái nào nó cũng là vị, và nói thẳng ra cái nào nó cũng thuộc về vật chất, nó thuộc về sắc pháp. Thì như vậy chúng ta nhớ một điểm, và chúng ta nhớ một điểm là cái sự chi phối của các cảnh sắc thinh khí vị xúc. Mà để nhận biết những cảnh này thì chúng ta nói đến thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó. Nó ở trong qua cái nhìn của thắng pháp đó, thì những cái cảnh này nó có một cái vị trí lớn, vị trí quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có lần chúng tôi được nghe một cái giai thoại về một nhạc sĩ rất là tài hoa, nhưng mà nhạc sĩ đó lại được thông báo bởi bác sĩ cho biết rằng vị này chỉ còn có 6 tháng nữa là vị này sẽ mất đi cái thính giác, tức là điếc hoàn toàn 100%, nghĩa là không còn nghe được âm thanh nữa. Thì chúng tôi biết rằng nhạc sĩ là sống với cây đàn, nhạc sĩ sống với âm thanh, nhạc sĩ sống với giai điệu, tiết tấu. Mà bây giờ nhạc sĩ mà mất đi thính giác thì nó là cả một sự mất mát rất lớn. Thì chúng ta biết rằng trong cái thế giới của loài người đó, của cuộc sống hàng ngày, thì thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó, đóng một vai trò rất lớn, lớn lắm. Bởi vì từ một cái thế giới mà chúng ta gọi là lệ thuộc, bị chi phối bởi năm cảnh và lệ thuộc vào năm cảnh, mà đạt đến một cái mức độ mà gọi là một cái hạnh phúc do ly dục sanh và chứng và trú trạng thái thiền có tầm có tứ, nó là một cuộc cách mạng, nó là một cuộc giải thoát. Mặc dù giải thoát rất là sơ đẳng, giải thoát của sơ thiền, nhưng mà nó không phải dễ. Dạ, không phải dễ. Ở trong cái thế giới của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó thì nó đa dạng và nó tản trong. Nó đa dạng là bởi vì chúng ta nói là muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ. Và nó tản tâm là bởi vì tâm tư của chúng ta nó có thói quen là buông cái này đến cái kia. Như chúng ta sống từ sáng cho đến trưa thì những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm nếm nó đa dạng lắm. Nhưng mà trong thế giới đó chúng ta không có được định tâm. Ở trong thế giới đó chúng ta không có được một cái sự tự tại, mà chúng ta phải có cái nguồn cung ứng. Lấy ví dụ như là chúng ta phải đi tìm những cái bản nhạc rất là hay cho ca sĩ đâu đó hát để cung ứng cho cái cảnh thinh, cho lỗ tai của mình. Chúng ta phải đi tìm những món rất là ngon để cung ứng cho cái vị giác, cho lưỡi của mình. Tức là chúng ta không những chỉ tản tâm mà chúng ta còn lệ thuộc và đối với năm cảnh. Và chính những tản tâm lệ thuộc mà nó còn tạo nên vô số những cái hệ lụy. Và năm cái hệ lụy mà chúng ta biết về sắc thinh khí vị xúc đó là tham dục, sân độc, hôn thủy, và trạo hối và nghi hoặc. Năm cái điều này đó là năm cái phó sản tự nhiên của năm cảnh dục. Không có chúng sanh nào mà sống đắm chìm trong năm cảnh dục mà không có năm cái trạng thái này. Thật ra khi mà năm trạng thái này đó, mà chúng ta muốn khi nói về năm trạng thái này, khi mà mình muốn đạt đến một cái tâm trình độ tâm cao hơn như là chứng sơ thiền, nhị thiền, vân vân, thì chúng ta phải vượt qua năm cái pháp đó, và năm pháp nó trở thành năm cái chướng ngại. Và không vượt qua được thì chúng ta không thể nào chứng thiền được. Dạ. Tức là năm cái thiền cái đó nó đối lập với năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Ví dụ như là chúng ta muốn có định tâm thì không thể có cái tâm mà tham tâm vọng móng. Dạ, vọng móng tức là đi tìm kiếm dính mắc
hay là chúng ta không thể được có cái pháp hiểu, chúng ta còn có cái sân động. Yeah. Thì như vậy là những cái pháp này nó từ những cái năm dục đó, nó tạo ra năm cái phó sản. Năm cái phó sản đó, đó là năm triền cái. Và năm triền cái thì nó ngăn ngại năm cái chi thiệt, hay nó đối lập với năm chi thiệt. Và nếu mà chúng ta muốn chứng thiền thì chúng ta phải tách rời ra khỏi sự chi phối của năm cảnh ở bên ngoài. Nói một cách khác thì Phật học dạy rằng cái tâm mà không tu tập, cái tâm mà không tu tập mà chúng ta gọi là bản năng, có đôi khi chúng ta dùng cái chữ gọi là cái cuộc sống trần trụi khi mà chưa tu tập, khoan sơ của đời sống của chúng ta, thì nó luôn luôn thuộc về dục giới. Và hễ tâm không tu tập thì rơi vào dục giới, căn bản chúng sanh. Những chúng sanh mà chứng thiền, chứng đạo quả đó, đều là do tâm có tu tập hết. Nó giống như trong cuộc đời này mà những người mà có được sự giáo dục thì họ sống có biết suy nghĩ, có lương tri, nhưng mà người không có giáo dục thì họ sống bằng thú tánh, bằng bản năng. Thì cái bản năng đó, đó nó là cái gì? Rất là căn bản. Dạ, căn bản con người. Con người không được tu tập, không được giáo dục thì cũng vậy. Cái gọi là sống với cái tâm chạy theo năm cảnh đó, nó vốn là cái căn bản của tất cả chúng ta. Dạ, khi mà chúng ta chưa có được tu tập, chưa có được phát triển vân vân. Thì bây giờ đề cập đến năm cảnh này thì chúng ta bước qua một cái điểm khác, mà về điểm này không có dễ dàng để chúng ta hiểu, là theo trong Thắng Pháp đó, thì tất cả cảnh ngoại ngoại phần, cảnh ở ngoại phần đó, và tức là sắc sinh khí vị xúc, là những cái cảnh mà của mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm đó, thì những cảnh đó nó chỉ có thể được liệt kê vào trong hai loại, mà không có loại thứ ba. Và cái này cái mà người học cần phải để ý. Dạ, hoặc là cảnh tốt hoặc là cảnh xấu, chứ không có cái mà gọi là không tốt không xấu. Dạ, hoặc là cảnh tốt hoặc là cảnh xấu. Cái này là cái mà rất là thú vị. Chúng tôi tạm gọi thấy ví dụ như vậy là trong cuộc sống này, nhiều khi cái gọi là tốt nó đơn thuần là không có cái xấu. Giống như là chúng ta đặt lưng nằm xuống giường, khi mà nằm xuống giường mà nó không bị cấn, nó không bị đau, mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Mình cái giường đó mình nằm mỗi ngày mà, nhưng mà thật sự khi mình nằm xuống giường không bị cấn, không bị đau đó, thì cái đó nó là cảnh xúc, một cảnh xúc tốt rồi. Nhiều khi cái tốt được định nghĩa, cảnh tốt được định nghĩa đó là cái gì đó không xấu. Về điểm này chúng ta nên để ý, cái gì mà nó không có làm cho chúng ta khó chịu, dù là sắc thinh hương vị xúc đó, mà nó không làm chúng ta khó chịu, thì cái đó nó đã đủ gọi là cảnh tốt rồi. Thật ra khi mà nói về ngũ quan, nói về năm cảnh thì chúng ta nhớ là những cảnh này nó là những cảnh thực, cảnh chân đế. Cảnh chân đế là cảnh thực tướng, nó là gì rất là thực. Chứ không phải cái vấn đề mà nhồi nặng mà quan niệm chúng tôi sẽ nói sau. Ở đây chúng tôi nói cái cảnh mà trực tiếp như là ánh sáng vào mắt, cái vi ba của âm thanh đập vào tai, và cái mùi hương tiếp xúc với mũi, cái vị nếm với lưỡi, cái sự đụng chạm thân, thì cái đó nó là cảnh chân đế, nó là cảnh thật. Và trong cảnh thật này thì nó chỉ có thể là một trong hai trường hợp, hoặc là cảnh tốt hay là cảnh xấu, chứ không có cái trung tính là không tốt không xấu. Nó không có cái trung tính. Người học Phật và học Thắng Pháp đó, phải để ý về điểm này. Nếu chúng ta không để ý, đôi khi chúng ta lại
chúng ta lại hiểu sai sự việc. Yeah. Chúng tôi tạm lấy một ví dụ như vậy là mình sống ở trong nhà có 5-7 người, hay là sống trong ngôi chùa 5-3 người, thì những lúc bình thường không có chuyện xào xáo, không có những gây gỗ, thì lúc đó mình biết là tốt rồi. Dạ, chúng ta khoan nghĩ đến tốt nó là phải là vui vẻ, phải hào hứng, phải mặn lòng, phải thế này kia. Khi mà mình không có những chuyện mà đụng chạm với nhau, sống bình thường đó là tốt. Nhưng mà có người cái gì khi mình không nhận ra tốt. Hay là có những buổi sáng quý vị vào sinh hoạt ở trong Paul Talk ở đây, dạ, nhìn sinh hoạt Paul Talk thì chúng ta cứ sinh hoạt một ngày giống như mọi ngày, thì nghĩ ô hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng kỳ thật á, cái mỗi ngày giống như mỗi ngày, cái bình thường hay là bình thường tâm thị đạo, cái đó là tốt rồi đó. Thật ra hồi xưa chúng tôi sinh hoạt trong bao thóc đó, nó có nhiều cái xáo rộng lắm thưa quý vị. Có ngày chư vị giảng sư không có chư vị giảng sư không có cầm mic được, và có những ngày mà thậm chí có những người vô phá chư tăng cắt xích này cắt cái kia. Và rồi khi mà không có gì hết thì ít bây giờ Phật tử cảm nhận một điều, ồ hôm nay là ngày bình thường và xin cảm ơn sự bình thường của đời sống. Dạ, chúng ta không có cảm ơn sự bình thường bao giờ, chúng ta chỉ muốn cái gì nổi trội, cái gì đó mà nó đặc biệt. Nhưng mà không phải chỉ có đặc biệt nổi trội mới là tốt đâu, cái bình thường cũng là tốt. Thành ra khi mà không có những cái sắc tướng, khi mà âm thanh, khi mùi hương, khi mà những cái gì mà mình nếm và sự xúc chạm mà nó không có vấn đề á, thì cái đó trong thắng pháp gọi là cảnh tốt. Và cảnh tốt, quý vị nhớ đây điểm rất là quan trọng. Thật ra trong cái trong thắng pháp á, thì chúng ta không có thắng pháp, chúng ta không có nói đến chúng ta không nói đến cái cảnh không tốt không xấu. Đối với tâm cảnh sắc trên khí vị xúc mà luôn luôn có tốt có xấu. Rồi bây giờ từ cái điểm này chúng ta nói sang điểm tiếp theo, nó hơi rắc rối một chút đó, là cái tốt và cái xấu của sắc trên khí vị xúc đó, thì nó có hai loại. Một cái loại đó là trực tiếp, loại thứ hai gọi là gián tiếp. Thì cái trực tiếp á là luôn luôn khách quan, luôn luôn trung thực. Ví dụ như là chúng ta ngồi xuống ở trên một cái tấm nệm nó rất là êm, thì dù là Đức Phật thì cũng cảm giác êm như vậy, và dù người phàm phu cũng cảm giác êm như vậy. Mà cái êm ái đó nó không phải là một cái sản phẩm của sự nhồi nặng, cái sản phẩm của tưởng tượng, hay là một cái sản phẩm của cái quan niệm. Chúng tôi có kể quý vị nghe là người Trung Hoa có cái câu chuyện cũng trong thiền tông đó, về tâm động hay phướng động. Có nhiều người họ nói rằng, có những người nói là do tâm động cái gì, do phướng động, tức là người ta nói một cái thế giới mà khách quan và thế giới chủ quan. Dạ, thế giới khách quan là tự nó đã có tốt xấu rồi, và còn thế giới chủ quan đó là thế giới là do cái sự nhồi nặng mà tạo thành. Thì thưa quý vị, cái cảnh gọi là chủ quan khách quan nó có cả hai, cả hai đều được đề cập đến ở trong thánh pháp và trong Phật học. Phật học nói rằng có những trường hợp cái lá phướng động đó, nó ảnh hưởng đến tâm là do tâm nhận biết, nhưng mà có những hợp mà cái phướng động là do phướng thôi. Thành ra trong cái nhìn của thắng pháp thì nếu mình nói động do tâm đó, thì cái nào nó cũng là, nếu chúng ta nói một chiều như vậy, cái nào cũng là phiến diện hết, mà nó có cả hai. Ở đây chúng tôi nói rằng cảnh tốt và cảnh xấu đó thì nó
nó có cả hai phần là trực tiếp và gián tiếp, mà chúng tôi không muốn dùng cái chữ, chúng tôi khoan dùng cái chữ chủ quan và khách quan. Lấy ví dụ như là chúng ta ở trong một căn nhà rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ, mà một cái người có cái tâm tu, có tâm muốn xuất gia, có cái tâm muốn đời sống giản dị, mà khi cái tâm muốn đời sống giản dị đó, mà mình sống ở trong cái nhà mà nó cao sang quá đó, thì mình cảm thấy nó không có thoải mái. Dạ. Thì điều này không có nghĩa là do cái sự không thoải mái đó mà căn nhà đó nó trở thành xấu, mặc dù vị đó không có thích thú với căn nhà đó. Dạ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là cái căn nhà đó nó vẫn đẹp, nó có cái đẹp về màu sắc, về đường nét, nó có sự cao sang. Nhưng mà cái mà mình thích hay không thích, nó là một cái khác của con người chúng ta. Có hai tác phẩm, một cái tác phẩm của Phạm Không Thiện Biết ngày xưa là Ý Thức Mới qua văn nghệ triết học, và một cái tác phẩm khác mà rất là nổi tiếng của Trung Hoa, tức là Sự Nhận Thức ở trong văn nghệ đó, thì người ta nói về cái tốt cái xấu, nó là một cái sản phẩm, và là một cái sản phẩm của tâm hết. Dạ. Như chúng tôi hồi còn nhỏ đã từng sống ở giữa ruộng vườn, nhìn những cái cánh đồng ruộng lúa xanh ở trong mùa cấy vàng, ở trong mùa gặt, chúng tôi cảm thấy rất là đẹp, rất là thơ mộng. Những lần mà chúng tôi đi hành hương sang Ấn Độ đó, thì quý vị băng ngang những cái cánh đồng mênh mông vào mùa lúa chín, cái mùi hương của rạ đó, cảm giác rất là thân quen của tuổi thơ, rất là êm đềm, một cái thế giới rất là thanh bình. Nhưng mà có nhiều người sống ở thành, thì khi mà ra ruộng thì cái mùi đất cũng làm cho họ khó chịu. Họ cảm thấy mùi lúa nó chẳng có cái gì mà thích thú. Và đặc biệt buổi chiều về, khi mà nghe cái tiếng côn trùng ở ngoài đồng, ngoài ruộng, thì họ cảm thấy rất là tịch liêu, rất là cô quạnh, và họ rất là chán ghét, chỉ nhớ về những ngọn đèn xanh đỏ, nam thanh nữ tú, đường xá tấp nập của phố phường. Họ thích cảnh ruộng miền quê thì cũng cảnh đồng ruộng đó, nhưng mà nhiều người thì quan niệm rằng cảnh đó là cảnh xấu, nhiều người quan niệm cảnh tốt. Thì cái xấu và cái tốt, khi mà chúng ta tiếp xúc với đồng ruộng đó, thẳng tình mà nói đó, thì thưa quý vị, cái đó nó là một cái sự nhồi nặng của tư tưởng, một thói quen của quá khứ, và nó không phải là cái gì trực tiếp. Về điểm này đó, người học phải chú ý lắm. Chúng tôi có rất nhiều lần thảo luận với thượng tọa Tuệ Siêu về điểm này, và nếu vị nào mà họ có học Thắng Pháp hay là lưu tâm về Phật học đó, thì quý vị có nhớ những lần mà chúng tôi nêu lên những câu hỏi với thượng tọa Tuệ Siêu. Thì thưa quý vị, căn bản mà nói đó, khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta sanh ra đời đó, thì gọi là cái thức duyên cho tranh sắc, tức là cái thức tái sanh, nó tạo ra cái chủng loại của chúng ta. Những cái chủng loại đó nó tạo ra lục nhập, và lục nhập danh sắc duy lục nhập thì cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, cũng xúc chạm, cũng con mắt, cũng lỗ tai, cũng mũi, cũng ngửi, cũng lưỡi, cũng thân. Nhưng mà mỗi một cái chủng loại đó nó có cái mắt tai mũi lưỡi thân khác nhau. Dạ. Thí dụ như là cũng mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà với con người đó thì có những cái món mà gọi là ngon, có những cái món gọi là không ngon, có những cái mùi gọi là thơm, có mùi không thơm. Nhưng mà với con chó thì nó khác. Con chó nó cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng mà do cái chủng loại đó đó, có những thứ mà con người thấy rất là hôi thối, nhưng mà đối với con chó rất là thơm. Dạ. Thì ở đây về điểm này đó, thì trong cái thế giới gọi là thế giới trực tiếp, thế giới khách quan đó, thì nó phải có một cái sự tương ứng giữa căn và cảnh. Căn ở đây tức là mắt tai mũi lưỡi thân,
cảnh ở đây là chúng ta nói về sắc thinh khí vị xúc. Và cái sự tương ứng này đó, nó lại quyết định bởi một thứ mà chúng ta gọi là sự chiêu cảm của nghiệp lực. Ví dụ như mình là con người, mình sanh ra, cái nhiệt độ mà chúng ta có thể chịu được là 22 độ C hay là 72 độ F. Và nếu chúng ta thường ở nơi nào đó mà nó có cái nhiệt độ như vậy thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Dạ, rất là thoải mái. Thì cái 22 độ C hay là 72 độ F đó, nó là một cái nhiệt độ có cái khách quan, chứ không phải là do sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không có tưởng tượng, không phải là do cái tư tưởng, không phải do quan niệm mà nó là cái gì tự nhiên khách quan. Tại vì nhiệt độ nó cũng là một thứ cảnh, cái cảnh đó như là cái nóng cái lạnh, nó thuộc về cảnh xúc, cái nóng cái lạnh nó thuộc về xúc giác. Dạ, xúc giác không phải là chúng ta đụng, giống như chúng ta đưa bàn tay chúng ta đụng, mà cái nhiệt độ chung quanh như là hôm nay trời mát hay là hôm nay trời nóng, nó cũng thuộc về xúc giác. Thì cái gọi là 72 độ mà gọi là room temperature, tức là cái nhiệt độ mà làm cho chúng ta vừa phải, không nóng không lạnh á, thì cái đó đó nó là cái gì khách quan, cái gì trực tiếp. Và cái trực tiếp đấy, nó thích hợp với cái chủng loại, tại vì chúng ta là loài người. Ví dụ như đối với một con gấu Bắc Cực, và quý vị thấy con polar bear gấu trắng Bắc Cực á, thì nó cho ở trong nhiệt độ 72 độ nó khó chịu. Tại vì sao? Nó là cái sinh vật sinh ra sống ở xứ lạnh. Và nó có những cái loài mà sống ở xứ nóng quen. Ví dụ như là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi ở Long Thành, ở chùa Thiền Quang đó, nhiều khi buổi tối nhiệt độ có khi nó xuống còn 20 độ C. Thì thời gian đó chúng tôi thấy lạnh lắm. Dạ, tại con người mình hồi nhỏ lớn mình quen nhiệt độ rồi. Và mình co ro cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ chúng tôi sống ở Mỹ lâu rồi đó, thì cái nhiệt độ đó gọi là mát mẻ. Dạ, mát mẻ, rất là thích nhiệt độ đó. Thì quý vị thấy một điều đó là trong cái thế giới này, giữa căng và cảnh đó, nó có cái gọi là một cái mức độ đẹp xấu, cảnh tốt cảnh xấu, và cảnh tốt cảnh xấu mà thuộc về khách quan, thuộc về tự nhiên. Và cái này gọi là do cái nghiệp lực. Ví dụ do trong cảnh khách quan đó có những thứ mà mình khó chịu, không thoải mái, thì cái đó đạo Phật pháp ở trong Thắng Pháp gọi là quả bất thiện. Mà khi mà mình thoải mái gọi là quả thiện. Thì cái này cái chúng ta phải phân biệt. Chúng ta đừng bao giờ mà nói một cách gọi là cưỡng cầu, đôi khi nói quá đó. Nói quá, ví dụ như là người Việt Nam của chúng ta có nhiều khi mình nói những câu nói người Trung Hoa là tâm bình thế giới bình. Tâm bình thế giới bình, thì một khi mà mình bình an á, và cái tâm mình an lạc á, thì tâm mình bình an thì cả thế giới này bình an. Thật ra tâm mình bình an là một lẽ. Dạ, mà cái thế giới này nó có thực sự bình an như tâm mình không, đó là một lẽ khác. Về điểm này chúng ta phải nói cho rõ, và không nên nói rằng cái câu mà nhất thiết pháp duy tâm tạo, tất cả pháp cho tâm tạo, đôi khi người ta hiểu một cách quá đà. Chúng tôi nói một cách quá đà là mình nghĩ rằng mình nghĩ nó tốt thì tất cả tốt, mình nghĩ nó xấu tất cả xấu, mà như vậy thật ra nó có yếu tố chủ quan khách quan. Và quý vị nào đi làm ăn thì biết rồi. Nếu chúng ta nghĩ nó tốt mà nó tốt hết tất cả đó, thì những người mà lúc nào cũng lạc quan thì lúc nào cũng thành công không. Những người lạc quan thì họ cũng có nhiều cái họ quá đà, chứ không phải là khi mình lạc quan rồi cái gì cũng tốt hết. Là mình phải rất là cẩn thận. Cái câu nói đó có thể hiểu ở một phương diện nào đó, và ở phương diện nào, ví dụ sự biến mãn của tâm thức, hay là cái tâm của mình vững, thì những chi phối bên ngoài nó không ảnh hưởng nhiều. Thì phải rất là cẩn trọng khi mà chúng ta nói những chuyện như vậy. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một điểm là cái cảnh tốt hay cảnh xấu đó, nó là một cái sự tương thích giữa căn và cảnh.
Và cái sự tương thích này nó được chi phối bởi nghiệp lực. Dạ, thành ra trong thắng pháp đó, chúng ta thường nghe năm cặp thức, hay là gọi là ngũ song thức. Ngũ song thức tức là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Và khi mà chúng ta nói cặp á, nói một cặp tức là hai tâm nhãn thức, một tâm nhãn thức nhận biết cảnh sắc xấu, một tâm nhãn thức nhận biết cảnh sắc tốt. Nhĩ thức cũng vậy, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy. Tức là cái tốt và cái xấu này đó, nó do nghiệp lực chi phối. Đấy là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng cái mà nó tương thích và cái không tương thích đó, thì cứ vì cái đó là do sự chi phối của nghiệp hết. Yeah. Có nhiều khi chúng ta không có nhận ra điều này. Yeah. Chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta nghĩ rằng mình không biết cái nghiệp nó trổ thế nào. Yeah. Nhưng mà ví dụ chúng ta ở gần Hòa Thượng Hộ Giác, có đôi khi có một người mang đến cho một thức ăn gì ngon đó, ngài nói đùa, ngài nói rằng cái này do cái phước phát sanh, hay là chắc là do thân nhân kiếp trước hồi hướng không biết cho mình, chắc là ngài nói đùa như vậy. Nhưng mà nói đúng nghĩa đó, thì chúng ta nói rằng khi mà mình có được, mình ăn một món ngon, mình gửi một mùi thơm, hay là mình đi bách bộ ngoài công viên, bây giờ quý Phật tử ở tại Houston mà quý vị đi dọc theo đường, có những con đường mà cái hoa redbud nó nở rất đẹp, thì khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh như vậy đó, thì điều đó có nghĩa là mình đang hưởng cái phước, đang hưởng phước. Nói như vậy thì có vẻ quá là, ủa tại sao đi trên con đường mà nhìn thấy một cái hàng cây hoa mà mình gọi là có, mình đang hưởng phước. Nhưng mà kỳ thật á, nếu mình không có phước, thưa quý vị, mình sống ở trong thế giới, mình nhìn chung quanh toàn là đau thương, toàn là tan tóc, toàn là dơ bẩn. Mình nhìn thấy một con đường thẳng tắp, đẹp đẽ, ngay nắng, thẳng thớm. Mình nhìn thấy một công viên nở đầy hoa. Cái đó là cái phước. Cái đó sự chiêu cảm của nghiệp lực. Bởi vì sư trưởng hồi còn sống, có nhiều khi sư trưởng thuyết pháp, sư trưởng hay nói là có nhiều người không biết bố thí theo thắng pháp đó, là bố thí sắc, thinh khí, sắc thinh hương vị xúc, thì nếu mình hiểu thì nó thú vị lắm. Dạ, mình hiểu rất là thú vị. Thì thứ ví dụ thật sự mà nói đó, nói cho tận cùng, thì ở trong đời sống của chúng ta có nhiều cái phước, mà cái phước đó đôi khi mình không có cảm nhận. Nhiều người nói là mình bạc phước lắm, nhưng mình quên rằng buổi tối mình về ngủ có được một cái nệm và êm chăn ấm, mình ăn món ăn mà mình không cảm thấy khó nuốt, mà cảm thấy thoải mái, cảm thấy ngon miệng ăn để ăn, mình nghe một âm thanh thân thiện, âm thanh ngọt ngào, thì cái đó cũng là cái phước. Mà đôi khi mình không có cảm kích điều đó, mình không cảm kích được cái phước. Chúng tôi muốn nói với quý vị là năm cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, và đối với năm thức thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tức là thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Trực tiếp tức là nhãn thức trực tiếp biết cảnh sắc, nhĩ thức trực tiếp biết cảnh thinh. Thì ngay trong cái biết trực tiếp đó, thứ nhất á, cảnh đó là cảnh thật. Cảnh đó không phải là sự nhồi nặng của tâm thức. Và thứ hai là trong cái biết trực tiếp đó, thì nó chỉ có một trong hai trạng thái, đó là cảnh tốt và cảnh xấu, chứ không có trung tính, không có lưng chừng. Dạ. Hoặc là xấu, hoặc không xấu thì có nghĩa là tốt, hoặc là tốt ít, hoặc là tốt. Dạ. Và cái tốt và cái xấu của cảnh đó, cảnh tốt, cảnh xấu đó, nó là một cái sự chi phối của nghiệp lực, hay nói cách khác đó, sự chiêu cảm của nghiệp lực, luôn luôn có như vậy. Tại vì điểm này chúng ta học thánh pháp rất là cần để ý. Dạ. Và đừng bao giờ nói một cách võ đoán rằng tốt xấu là do tâm mình thôi. Dạ. Thật ra thì khi mà đưa một ít thức ăn vào trong miệng, mà thức ăn ngon và dở đó, thì Đức Phật, các vị thánh đệ tử và chúng ta thì giống nhau. Nhưng mà có cái thái độ dính mắt hay không dính mắt, thưởng thức cái thức ăn như thế nào, có phiền não hay không phiền não, thì
giữa Đức Phật và chúng ta rất khác nhau. Ngồi ở trên cái ghế có êm hay không êm thì Đức Phật và một người phàm nhân giống nhau, nhưng mà sau cái êm ái đó có dính mắc hay không đó thì nó là một chuyện khác, phần khác biệt giữa phàm và thánh. Tại vì chúng ta phải nhớ một điều là không phải là vì thánh nhân thì sống trơ trơ, không có biết được cảnh tốt cảnh xấu. Không, chúng ta nhớ càng thắc bà Banchasikha đã từng đến Đức Phật, gặp Đức Phật theo cái sự sai bảo của Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Sách đó. Và càng thắc bà Banchasikha đã đánh lên một bản nhạc và hát nữa, và ở trước mặt Đức Phật thì Đức Phật ngài không có chỉ trích và cũng có khen. Ngài dạy rằng cái tiếng đàn thật là vi diệu, tiếng đàn của ngươi không lấn át cái lời ca, và cái lời ca cũng không lấn át tiếng đàn. Giờ đó là ngày khác. Nhưng mà ngươi học ở đâu mà cái bản nhạc mà pha trộn giữa ái dục và các bậc ứng cúng, các bậc giải thoát như vậy? Thì thì thưa quý vị, ở trong cái lời nói của Đức Phật á, ở trong lời nói Đức Phật hàm chứa cả hai, là ngài có ghi nhận được là cái âm thanh giọng hát của Banchasikha rất là hay, cái rất là chúng ta gọi là cảnh tốt, cảnh thân tốt, nhưng mà ngài không có nhiễm, ngài không có mê hoặc bởi cái tiếng đàn đó, mặc dù ngài biết là hay. Thì cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, cái cảnh tốt đó là một lẽ, mà có phản ứng, có đấm nhiễm, có chống đối cái đó, có bực bội, thì nó là một chuyện khác. Và hai chuyện này là chuyện khác, chúng ta phải rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận với điểm này. Bây giờ thì chúng ta nói như vậy là khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thưa quý vị, thì chúng ta nhớ rằng cái biết này là một cái biết rất là nguyên sơ. Biết nguyên sơ, thí dụ như mắt thấy thì mắt thấy màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Mắt thấy thấy đường, thấy vòng tròn, thấy đường vuông, hình chữ nhật. Mắt thấy độ đậm, chỗ nhạt, chỗ sáng, tối. Cái đó là mắt thấy. Mắt thấy nó là ở cái nguyên sơ nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng đây là bức tranh, rồi tranh này là tranh Picasso, rồi tranh lập thể, tranh của Van Gogh, hay là chúng ta nghe âm thanh, chúng ta đây là nhạc rock and roll, hay chúng ta nói nhạc bolero, cái gì đó chúng ta nghe, thì cái gọi là phân tích, chia sẻ, vân vân, đó là cái chuyện của chuyện sau này. Cái chuyện sau này nó đã qua một cái tiến trình của nhồi nặng nhận thức. Thành ra năm cảnh và năm cái giác quan đó, nó được xem là cái cảnh nguyên thủy, cái tâm tiếp xúc nguyên sơ, và sự ghi nhận đó đó nó tương đối nó mũi lược, tương đối nó mũi lược, chứ nó chưa có được the process. Ở trong tiếng Anh người ta dùng cái chữ gọi là raw material, tức là những cái gì đó mà nó còn gọi là nguyên liệu và chưa có được chế tác từ nhồi nặng. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ là một người đi ra ngoài suối, và ở trong cái lớp cát họ bốc lên, ở trong đó có ít vàng, thì cái đó chúng ta gọi là raw material, tức là những cái nguyên liệu đầu tiên, rồi họ đem về họ lọc ra vàng, rồi từ cái vàng đó họ mới tạo ra những cái thành phẩm như là dây chuyền hay là tượng Phật hay cái gì đó, nó tinh tế hơn, cũng là vàng, nhưng mà sau đó nó đã qua một cái tiến trình chế tác nhồi nặng rồi thì nó lại khác đi. Thật ra năm cảnh sắc sinh khí vị xúc đối với năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó, nó là ở giai đoạn rất là nguyên sơ. Nguyên sơ, chưa có một cái chưa có được một cái sự một cái process chế tác hay là nhồi nặng hay là được biến đổi, thì cái đó nó có tất hơi bụi được. Thật ra quý vị thấy rằng năm cái
năm cái cặp thức, cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức đều là thọ xả, và đều thọ xả, mặc dù nó phải đối diện với cảnh tốt cảnh xấu, ngoại trừ cái xúc giác, và xúc giác nó khổ, nó khổ, nhưng mà thường ấy là mắt thấy tai nghe mũi người lưỡi nếm mà thọ xả, mà nó chỉ có 7 thuộc tính là tự tha biến hành thôi. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý, và chúng ta phải để ý. Cho dù vậy, năm cái giác quan này nó mở ra một cái thế giới mà chúng ta gọi là ngoại tại. Ngoại tại không phải là nội tại. Ngoại tại tức là cái thế giới ở bên ngoài gọi là ngoại giới. Nếu mà chúng ta sống một mình mà chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta muốn đi tìm người này người kia để nói, tìm món này kia đi ăn, đi ngắm hoa ở công viên, đi nghe, mở nhạc ra nghe, mở YouTube ra nghe, vân vân, thì thứ vị cho thấy rằng chúng ta đã có một thói quen, thói quen hướng ngoại, và thói quen hướng ngoại, và cái thói quen này là thói quen lớn của tất cả chúng ta. Vị nào mà đã có ngồi thiền thì hiểu rằng ngồi thiền mà để có thể theo dõi hơi thở, để phát huy được tầm tứ hỷ lạc định, không phải những đơn giản, khó lắm. Tại thói quen chúng ta, thói quen hướng ngoại, không có cái đó mình cảm thấy thiếu thốn, không có sắc thinh khí vị xúc đó, chúng ta cảm thấy thiếu thốn. Và năm cái cảnh này đó, nó được gọi là Kamaguna. Kamaguna mà ngày xưa Hòa Thượng Minh Châu có khi là dục công đức, nhưng mà thật ra đó, sau này Hòa Thượng dịch là dục trưởng dưỡng, hay là bản chất. Cái bản chất đó là tạo nên sự dính mắc và tham luyến, gọi là dục trưởng dưỡng. Và chúng ta nói ngắn là gọi là ngũ dục, hay gọi là ngũ trần. Trần tức là bụi, ngũ trần tức là năm cái thứ bụi mà nó làm cho tâm tư của chúng ta bị bẩn đục. Cái chữ ngũ trần là nói theo thiền ngữ, và thiền ngữ tức là ví dụ như khi mà chúng ta tu thiền mà hưởng thụ quá nhiều sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon sụp lạc, thì nó làm tâm của chúng ta bị bẩn đục, tại vì chúng ta có cái sự ngũ, có cái gọi là ngũ trần. Bây giờ thì chúng tôi muốn quý Phật tử lưu ý một việc trước khi mà chúng ta thỉnh Thư Tọa Từ Siêu để mà giảng đó. Cái người mà không học thắng pháp, và đặc biệt là người không được giảng, đôi khi lầm lẫn giữa cái năm cái cảnh ngoại và cảnh pháp. Cảnh ngoại ở đây là sắc thinh khí vị xúc. Cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, nếm, xúc chạm mà trực tiếp, như mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân cảm xúc đó, thì cái đó là sắc thinh vị xúc, khí vị xúc. Nhưng mà khi mà những cái cảnh này nó thuộc về quá khứ, hay là nó được nhồi nặng rồi đó, khi mà chúng ta học về những trình tâm thức, chúng ta thấy thì những cái cảnh, năm cảnh đó nó thuộc về cảnh pháp. Và ví dụ như chúng ta nói rằng con mắt chỉ thấy là một bức tranh, một bức tranh có màu sắc như vậy, đường nét như vậy, cái đó gọi là cảnh sắc. Nhưng mà khi nhìn bức tranh đó, mình nói ồ, đây là tranh lập thể của Picasso, thì khi mà chúng ta nói cái tranh lập thể Picasso, tức là nó có sự nhận định, nhận định đó nó dựa trên tưởng tri, nó dựa trên kiến thức. Thì thưa quý vị, cái gọi là bức tranh Picasso đó, nó trở thành cảnh pháp. Dạ, nó trở thành pháp. Hay là chúng ta nghe trong truyện Kiều có câu gọi là hương gây mùi nhớ. Để hương gây mùi nhớ, mình nhìn, mình nghe một mùi hương, hay là mình nói trước sau nào thấy bóng nào hoa đào năm trước, trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm trước còn cười gió đông. Mình nhìn thấy cái hoa đào, nhìn thấy hoa đào đập mắt trực tiếp biết đây là hoa đào, thì cái hoa đào đó là nó là cảnh sắc. Nhưng mà hoa đào năm trước còn cười gió đông, và đào hoa y cụ tứ đông phong đó, thì chúng ta biết cái tâm trạng mà nhìn thấy hoa này, nhớ năm trước đã từng đến đây, đã từng gặp cố nhân, đã từng có thưởng thức hoa như vậy đó, thì cái đó nó thuộc về, cái đó nó thuộc về gì? Nó thuộc về cảnh pháp. Chúng ta phải phân biệt cho rõ. Nếu mà gọi là cảnh sắc trực tiếp đó, là chỉ có hoa màu đỏ đó, hoa màu hồng đó, cánh hoa đó. Nhưng mà khi đem vào mình liên tưởng, hay là khiến cho mình nhớ nghĩ đến cái gì đó, thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp.
được, nhớ là cảnh ngũ mà nó trôi về quá khứ thì gọi là cảnh pháp. Và chúng ta phải phân biệt rõ. Đa phần những cái phản ứng của chúng ta nhìn cái này liên tưởng đến cái kia, nhìn cái này tạo ra cảm giác nọ, hương gây mùi nhớ, hay là qua đầu năm trước còn cười gió đông với phân thì thưa vị, cái đó nó thuộc về cảnh pháp hết. Đừng có lầm lẫn về chuyện này. Nhiều người học Phật thì không không để ý điều đó lắm. Và chúng tôi cũng nhắc một điểm là năm cảnh này tuy rằng nó bụi lược, tại vì nó biết cảnh nguyên sơ và nó chỉ có bảy thuộc tánh thôi, nhưng mà nó lại mở ra cái thế giới ngoại tại, tức là thế giới ở bên ngoài, và nó chi phối mạnh mẽ chúng sanh trong cõi dục như chúng ta. Và khi mà chúng ta thiếu nó mà không sống được thì cho thấy rằng cái thiền định của chúng ta chưa phát nhiều. Bây giờ chúng ta tưởng tượng rằng thể nhập vào trong cảnh giới mà không có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nghe nếm thì buồn biết bao nhiêu. Dạ, buồn biết bao nhiêu. Và cái buồn đó đó, đôi khi cái gì mà mình có nó nghèo nàn, như chúng tôi nói rằng có một bà cụ rất là tinh theo Tịnh Độ Tông, nhưng mà bà cụ hỏi một câu mà rất là hồn nhiên, nhưng mà rồi gọi là rất là trí tình, rất là chân thành, đó là mình về cõi cực lạc rồi mình có thể ăn trầu không, có trầu để ăn không. Tại vì đối với bà cụ là ăn trầu là một hạnh phúc, bây giờ về cõi cực lạc mà không ăn trầu, mà không có chỗ đi nhổ trầu, tại vì ở trên chỗ mình đi toàn là san hô, mã não, sa cừ không, thì bà cụ buồn quá. Giờ bà cụ buồn quá thì cho chúng ta thấy một điều rằng khi mà năm cảnh tuy rằng nó bụi lược nhưng mà nó đã tạo một sự tùy thuộc, nó đã tạo thế này kia, thì bây giờ đó cho chúng ta hiểu được là cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào năm cảnh này rất nhiều. Thật ra khi mà mình học về năm cái chức năng, tức là thấy là cái chức năng của tâm nhận thức, nghe chức năng của tâm nhị thức, ngửi chức năng của tâm trí thức, nếm chức năng của tâm trí thức, xúc chạm chức năng của tâm thân thức, thì trong cái chức năng đó, trong cái thấy, nghe, ngửi, xúc chạm, là nó chỉ có thể rơi vào trong một trong hai trường hợp là cảnh tốt và cảnh xấu, chứ không có trung tính. Và cái cảnh tốt và cảnh xấu này nó được, nó là cái chiêu cảm của nghiệp lực, và nghiệp lực quyết định chỗ đó, và nghiệp lực này là nghiệp gì thuộc trong quá khứ. Và mình phải rất là cẩn thận khi mình học về năm cái chức năng này. Chúng tôi xin kết thúc phần nói chuyện hôm nay về năm cái chức năng của ngũ quan. Và bây giờ Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe được, kính cung thỉnh Thượng Tọa giảng phần tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không có ở trước máy. Thượng Tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Chúng tôi tự quyền cũng không có mặt ở trước máy. Dạ. Ô, dạ thấy. Bây giờ thấy cả Thượng Tọa Tuệ Siêu. Xin lỗi Thượng Tọa Tuệ Quyền nhé. Thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu rồi. Kính cung trình Thượng Tọa Tuệ Siêu. Chúng tôi nói một chút về cái đến từ tòa tự nguyện nói một chút. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về năm sự của tâm, ngũ sự thức, tức là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng.
Chúng ta có hai tâm làm việc để thấy, tức là hai tâm nhận thức. Một là tâm nhận thức quả thiện, hai là tâm nhận thức quả bất thiện. Có hai tâm làm việc nghe, biết cảnh thức, tức là nhận thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện và nhĩ thức quả thiện. Hai tâm làm việc ngửi, biết cảnh khí, là tỷ thức quả bất thiện và tỷ thức quả thiện. Hai tâm làm việc nếm, biết cảnh vị, một là thiệt thức quả bất thiện, hai là thiệt thức quả thiện. Cuối cùng là hai tâm làm việc xúc chạm. Biết cảnh xúc, một là tâm thân thức quả bất thiện, hay là thân thức quả thiện. Được gọi là năm thức quả bất thiện, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nó làm việc thấy, nghe, ngửi, tếm, đụng. Khi mà bắt lấy cảnh xấu gọi là ngũ thức quả thiện, nhãn thức, chỉ thức, kỹ thức, thiệt thức, thân thức. Bắt lấy cảnh tốt ở đây, cảnh tốt và cảnh xấu chúng ta cũng cần phải lưu ý. Cảnh tốt gọi Ittharamana. Nếu như cảnh này do bắt, do ngũ sung thức, do ngũ thức quả thiện, thì như vậy cái cảnh tốt hay là Ittharamana là cảnh xấu, cái này là do chiêu cảm nghiệp. Kỳ thực thì ngũ sân thức theo trong tánh pháp thì đó là cái tâm rất là mũi lược, rất là vi sơ. Nó chưa có nhồi nắng được cảnh để mà làm thành cảnh tốt hay là cảnh xấu. Và cảnh của ngũ sung thức chỉ là cái cảnh rạc rồi về cái pháp chân đế Paramattha, nói theo cái nghĩa chân lý hay đệ nhất nghĩa đế, danh từ được Quỳnh Châu về gọi cho cái chữ Paramattha Sacca. Khi đã qua cái xử lý của tâm châu quanh á,
Tức là cảnh đó như thế nào, nhưng mà hễ là cảnh cảnh tốt á, cái tâm tham nó sinh khởi, thì người ta cho đó là cảnh tốt. Còn hễ vừa qua xử lý mà thấy đó là tâm cái tâm chốc đó là tâm sân, thì người ta cho đó là cảnh xấu. Chúng tôi lấy cái ví dụ một người họ thích ăn sầu riêng, đối với người đó cái mùi sầu riêng hấp dẫn và cái hương vị của sầu riêng là hấp dẫn, và đối với họ thì cái màu sắc của cái muối sầu riêng hay là cái vị của muối sầu riêng hoặc là cái mùi của trái sầu riêng thì đó đối với họ là cảnh tốt. Nhưng mà cái cảnh tốt đó không phải là cảnh paramattha, không phải là cảnh chiêu cảm của nghiệp, mà là do nơi cái tâm động lực xử lý theo cái thường cận ý duyên của người đó. Họ thích ăn cho nên họ thấy nó là hấp dẫn. Còn đối với một người khác, thì họ cảm thấy khó chịu với cái mùi của sầu riêng, cái vị của sầu riêng. Nên khi họ nhìn thấy cái trái sầu riêng, đối với họ là họ không có thích ý. Thì đối với họ, trường hợp này, cái màu sắc, mùi và vị của sầu riêng là cảnh xấu. Nếu mà ép họ phải ăn thì họ ăn trong trạng thái rất là đau khổ và khó chịu. Thì như vậy trường hợp đó đối với riêng về họ thì được xem như là cái cảnh xấu, anicca ramana. Cho nên ở chỗ này người học thắng pháp thì chúng ta không thể nhầm lẫn, chúng ta không nên để nó nhập nhằn vào hai cái ý nghĩa của paramattha và ý nghĩa của samuti, cái nghĩa chân đế và cái nghĩa tục đế. Trong hai ý nghĩa đó chúng ta không thể nói lấy cảnh tốt hay là cảnh xấu được cho ngũ sập thức. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận, bởi vì theo trong tâm pháp thì có nhãn thức có một cặp, nhĩ thức có một cặp, tỷ thức có một cặp, thiệt thức có một cặp, thân thức có một cặp. Và cái đôi nhãn thức đó không thể là bất cảnh trùng nhau được. Khi mà một người tạo cái việc lành, tạo cái phước ở trong quá khứ, cho nên hiện tại cái cảnh sắc hiện ra đó, thì nếu là nhận thức quả thiện thì nó tương ứng với cái cảnh tốt, cảnh sắc tốt. Mà nhận thức quả bất thiện khởi lên thì nó tương ứng với cảnh sắc xấu. Còn về cái vấn đề cảnh nó đến
người đó thích hợp, thích thú hoặc là không thích thú, cái đó hạ hồi phân giải là do ta tâm động lực. Thí dụ như chúng ta trong cái thức ăn nước chấm của chúng ta là nước mắm, hay là người ta thường hay có cái món ăn gọi là mắm, con mắm, con cá, con tép mà người ta ủ trong cái hũ mắm, thành ra thành mắm, mắm cá lóc, mắm cá sặc hay mắm cá rô, hay là mắm tôm nhớ nè. Thực sự cái mùi của mắm đó, khi mà chúng ta để ngoài nắng phơi và nó bốc mùi lên là chúng ta đương nhiên là tỉnh thức quả bất thiện, tỉnh thức quả bất thiện. Nhưng mà khi mà thường cận ý duyên ăn vào và cảm thấy gì, cảm thấy thích thú, hấp dẫn, thì trong trường hợp đó là do cái tâm động lực cho nó xử lý. Cho nên cái trình này chúng ta phải hiểu là cảnh xấu hay cảnh tốt nó rất là tế nhị, rất là tinh vi. Nếu mà chúng ta hiểu thoáng qua thì chúng ta sẽ có thể hiểu nhầm lẫn với tốt xấu theo cái chúng ta khó nhận ra được cái chiêu cảm của nghiệp, cảnh tốt hay cảnh xấu. Cái đó là do tự nhiên tâm sanh mà thôi. Ở trong chú giải ngày Chư Tất Cá là bậc thầy của Thắng Pháp, của Vị Diệu Pháp, ngài cũng có giải thích về cái này mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sự cũng thường hay nhắc, là các vấn đề tốt hay xấu chúng ta chỉ nhận xét suông, chỉ giải thích suông cái vấn đề, nhiều khi cũng là một cảnh đó, cũng là cảnh sắc đó, hay cảnh tinh đó, cảnh khí đó, cảnh vị đó, cảnh xúc đó. Một là nó tùy theo người, thích hay là không thích. Nó có thể tùy theo hoàn cảnh mà nó trở thành tốt hay xấu. Nó tùy theo cái tâm lý của người đó mà nó trở thành cảnh tốt hay cảnh xấu. Thí dụ như trường hợp cảnh xúc, nếu cái thời tiết vào cái mùa lạnh mà được ngồi bên bếp lửa hồng, hay là trong phòng mở cái máy sưởi, thì cái hơi ấm đó, đó là cảnh xúc tốt đối với thân, bởi thân vậy dễ chịu vì nó ngăn được cái lạnh, cái lạnh buốt xương. Và cũng với cái nhiệt độ ấm đó, nhưng mà nếu mở cái lò sưởi, mở cái máy sưởi, hoặc là ngồi ở bên đống lửa hồng
vào những ngày hè oi bức thì cái này lúc bây giờ thân khó chịu, thì lúc đó nó trở thành cảnh xấu. Cho nên ở đây có hai điều mà chúng ta cần phải hiểu trong cái vấn đề cảnh tốt hay cảnh xấu. Một là do chiêu cảm của nghiệp mà tự nhiên gặp cảnh đó mà cái tâm nhãn thức của thiện hay là nhãn thức quả bất thiện nó sanh khởi, thì lúc đó mới biết đây là trường hợp cảnh tốt hay là cảnh xấu. Rồi cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải chú ý cái cảnh tốt hay cảnh xấu nó còn tùy thuộc vào cái tâm xử lý, tức là cái tâm động lực về sau này, hay là phần đông người, phần đông quần chúng mà họ chấp nhận, thì chúng ta mới biết đó là cảnh tốt hay cảnh xấu. Một vấn đề khác nữa là ở đây khi mà chúng ta học, chúng ta phải hiểu đó, cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức làm việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không phải chỉ đơn thuần là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó khởi lên là do cảnh duyên là đủ. Dù cho có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó hiện khởi, và nó trợ bằng cách aramana paccaya, tức là trợ bằng cách làm cảnh, chúng ta gọi là cảnh duyên. Aramana paccaya aramadena aramana paccaye paccayo, nó trợ bằng cảnh duyên. Nhưng mà nếu không có mắt tai mũi lưỡi thân, tức là không có năm sắc thanh thiện hay nắm sắc thần kinh, pasada rupa, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng không có sinh khởi được. Nắm sắc thanh triệt hay là nắm sắc vật, vatu rupa, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật đó, nó trợ cho cái tâm nhãn thức bằng cách gọi là quách thú bù rê trà tá lý sĩ giáp bách chê giáp vật tiền sanh y duy. Như vậy thì là việc thấy là cái phận sự của tâm nhãn thức, nhưng mà nhãn thức sanh khởi để biết được cảnh sắc là nó còn phải do nhãn vật tiền sanh duyên và cảnh sắc duyên, cảnh sắc duyên. Thì như vậy có căn cảnh nó mới phát sinh thức được. Và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng như thế. Thì ở đây đó, nhân cái bài học ngày hôm nay, chúng ta muốn chia sẻ thêm với quý vị về
những cái ý nghĩa này để giúp cho cái việc học thắng pháp của chúng ta trong cái bài học về chức năng, năm chức năng ngũ giác quan của tâm, năm chức năng của tâm thuộc về ngũ giác quan phải được rõ ràng như vậy. Chúng ta tập dần dần để có thắng pháp cái phần tiểu học đó. Phần này gọi là phần tiểu học. Chúng ta đã quen nghe như vậy rồi, hiểu như vậy. Đến khi chúng ta lên cái phần cao học, tức là học về duyên hệ, lúc đó chúng ta không có bỡ ngỡ, chúng ta còn không có khó khăn. Thì chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị về bài học này. Bây giờ xin cung kính Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại với cái phần điều học. Nam Mô Bổn Thầy. Bạch Thỉnh xin hỏi Thượng Tọa một câu á, rồi sau đó Thỉnh vào đi nghỉ. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Mình thưa thầy sư, bây giờ chúng ta đưa ra một cái trường hợp rất là cụ thể, và về điểm này á, thì cũng có thể khiến cho nhiều Phật tử cảm thấy cũng hơi kỳ khi mà chúng ta nói về ngũ song thức, năm tâm quả thiện và năm tâm quả bất thiện. Đó là sự chiêu cảm của nghiệp lực, quả thiện bất thiện. Thì người ta đưa ra hai cái trường hợp đối lập với nhau, là một người cuối tuần họ đi Las Vegas đi chơi, thì ở đó họ hưởng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Bây giờ họ đi Las Vegas đánh bài, hay là một người tổ chức nhậu nhẹt, thì lúc nhậu nhẹt thì họ có được vị ngon, rồi thế này thế kia ở trong buổi tiệc vui. Thì theo thắng pháp thì khi mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, người lưỡi đến vị thân cảm xúc mà cảm thấy cảnh tốt, cảm thấy vui vẻ sung sướng, cái đó là quả thiện, quả thiện. Bây giờ một cái hình ảnh khác là một cái vị mà đi quán tử thi, quán tử thi ở Tha Ma Mộ Địa, bỏ ra một buổi đến chỗ mà có xác chết. Thì chúng ta biết là hình ảnh xác chết là hình ảnh không có đẹp, hình ảnh xác chết là hình ảnh không có thoải mái, cái mùi xác chết cũng phải thoải mái. Thì theo thắng pháp thì cái đó là quả tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả bất thiện. Bây giờ hỏi rằng một người đi tu và do sự tu tập họ phải hưởng, họ phải gặp cái quả bất thiện, và một cái người ăn chơi được quả thiện đó, thì nghe nó có nghịch lý, nhưng mà nghe nó hợp với nhân tình thế thái, nhưng nó nghịch lý với Phật học, nghe nó có cái gì kỳ kỳ. Thì Thượng Tọa giải thích sao về điểm này? Có phải là một người tu tập quán tử thi đó là một cái vị đang hưởng quả bất thiện, và cái người mà đi chơi bài bạc hay nhậu nhẹt đó đang hưởng quả thiện không? Kính Thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại đi và chia sẻ thêm vài suy nghĩ về điểm này. Đồng bộ thầy, kính bạch trên tâm đức, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày
thì ở cảnh xấu hay cảnh tốt, nó thuộc về quả thiện hay quả bất thiện đối với ngũ sùng thức. Đây là vấn đề rất là tinh vi. Chúng ta khó mô tả, cho nên dứt khoát để hiểu. Nhưng chúng ta cũng có thể nói một cách đại loại như thế này: có hai trường hợp. Ngũ thức bất cảnh, một cái sự tình cờ mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó xuất hiện, và xuất hiện không theo chủ ý của người đó. Thì trường hợp này thì cảnh đó nó là tốt hay xấu, thì cái này nó chưa cảm nghiệp, chưa cảm nghiệp cũ. Cái đó là nó ngoài cái sự chủ ý, ngoài cái sự cố tình, mà nó đến một cách bất chợt, ngoài ý muốn, thì chúng ta mới nói như vậy. Chúng ta mới nhận xét cái này để chính xác hơn. Còn nếu như một cái sự chủ ý một cái sự thực hiện theo cái chủ ý, theo ý muốn, thì trong trường hợp này chúng ta cũng khó nói là nó thuộc về quả thiện hay quả bất thiện. Nó có bốn trường hợp. Đang trên đường đi, một người đi xuyên qua cái mộ địa, tha ma mộ địa, họ chợt nhìn thấy một cái xác chết. Tình cờ lúc đó thì họ thấy, họ cảm thấy kinh tởm. Thì cái trường hợp này chúng ta xác định là cảnh sắc xấu, tồn quá bất thiện. Nếu như trường hợp một vị hành giả biết rằng ở bãi Tha Ma kia nghe nói có một cái xác chết được đặt vào trong đó, vị này muốn dùng cái hình ảnh đó để làm cái đề mục của tuệ quán minh sát, cho nên vị này đi đến đó và tìm thấy. Thì trường hợp này là do cái sự chủ ý của tâm, cái sự chủ ý của vị đó. Cái trường hợp thứ ba,
không phải là cảnh xấu, nhưng mà tại vì người này tác ý suy nghĩ đến cảnh xấu để mà nhàm chán, như là cái thân này không phải là gớm ghiếc, nhưng mà vị đó ngồi suy quán, đây là 32 thể trược, tóc lâm móng, răng da, tịch cân xương, tủy tận, tim gân, ốc phổi, v.v. quán. Và khi mà tâm nó chưa chán, vị này càng suy nghĩ, để khi nào mà tâm nó chán thì thôi. Tâm nào nó chán thì đó là kết quả. Thì đó là cái cách mà do vị đó tu tập. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng không thể nói cái cảnh của vị đó là cái cảnh xấu được. Còn một trường hợp nữa là thấy cảnh xấu, thật sự xấu, nhưng mà bị hấp dẫn, bị lôi cuốn. Chẳng hạn như cuộc xác chết đối với kinh kênh hòa hòa, thì như vậy cái đó là hấp dẫn đối với nó. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng khó kết luận đó là cảnh xấu theo cái thường thức của chúng ta. Chúng ta có bốn trường hợp gì. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta lập luận cái trường hợp cảnh tâm an trú trên cảnh thời gian lâu, một ngày một buổi, thì trong trường hợp đó là chúng ta có nói. Còn cái nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, bất cảnh xấu hay tốt, thì trường hợp đó chỉ lấy ngay cái thời điểm cảnh hiện lên và tâm sinh khởi, trong trường hợp đó mới nhận xét, mới biết đó là cảnh tốt hay cảnh xấu. Nó chỉ khởi lên thời gian đó. Khi một vị hành giả đi trong lúc, mặc dù lúc ban đầu họ có ý muốn, họ đi tìm đến, nhưng mà mắt của họ ngay trong cái thời điểm đó, họ mở mắt, họ nhìn thấy cái xác chết rồi họ nhắm mắt lại suy tử. Thì khi mà nhãn thức sinh khởi, thấy cái cảnh mà cảnh sắc màu xám xịt, mũi ngửi cái mùi hôi của cái xác chết, thì ngay trong thời điểm đó thì nó lại là nhãn thức quả bất thiện. Nhưng cái vấn đề đó không hề gì, không thể, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là nghịch lý. Tu tập mà gặp nhãn thức quả bất thiện như vậy thì tu tập chi? Không phải, thưa quý vị. Nếu như không có một cái giây phút đó để vị đó rèn luyện được tâm đoạn trừ tham sân si, làm sao mà đạt đến sự giải thoát được. Cho nên phải chấp nhận, phải chấp nhận. Còn một người kia đến cái ngày cuối tuần mà họ đi tìm đến những cái chỗ có những cái thú vui, hưởng thụ dục lạc, sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, ngay trong cái thời điểm đó, cái thời khắc đó, nhận thức của họ
mắt cảnh sắc tốt, nhĩ thức của họ nghe âm thanh tốt, tiếng nhạc v.v. Rồi tỷ thức của họ có cảnh khí tốt, cảnh tốt tức là họ ngửi được mùi thơm, hương thơm chẳng hạn. Rồi thiệt thức, thân thức của người. Thì ngay cái thời khắc mà mắt của họ nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng của như mùi lửa đến vị thân xúc chạm, thì có thể là cho rằng họ là cảnh tốt đi. Nhưng mà cái đó không có, không quan trọng gì. Bởi vì sau đó thì nó tăng trưởng cái phiền não, tăng trưởng ác bất thiện pháp. Và chính do vì tăng trưởng phiền não ác bất thiện pháp cho nên họ sẽ đau khổ lâu dài vì sau này. Như vậy trong hai cách đó chúng ta phải chọn một trong hai. Đương nhiên là một vị hành giả nhìn thấy cái tử thi hay là ngửi phải cái mùi trực khí của tử thi thì cái đó là chúng ta cho rằng là đang có cảnh xấu đi nữa. Nhưng mà rồi cái cảnh đó nó lại trợ duyên cho tuệ quán, tức là thiện sinh khởi. Thì trường hợp này đánh đổi vậy cũng tốt thôi. Nếu mà người ta nói nghịch lý, một người đi chơi bời mà hưởng quả thiện, còn một người tu tập mà hưởng quả bất thiện, thì trong trường hợp như vậy thì họ chỉ nghĩ đến một chiều của họ thôi. Chứ còn đối với người tu tập là họ phải chấp nhận, phải chấp nhận. Bây giờ mình biết khi mình đau bệnh như thế này đó, bây giờ quý vị trong cái mùa Covid này đó, nếu mà chúng ta muốn cho mình hạnh phúc an lạc, tránh khỏi dịch bệnh, là mình phải chấp nhận chịu đau để một lần hai lần để người ta tiêm cái vaccine ngừa Covid, ngừa Corona, chúng ta chịu đau. Thì ngay trong lúc mà chúng ta bị viêm cái mũi kim vào trong thịt ở trên bả vai đó, thì cái đó là thân thức thọ khổ. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng tại sao đang không mà đi tìm thân thức thọ khổ chi, sao không hưởng lạc? Nhưng mà thưa quý vị, ở đời nó có những cái chúng ta phải đánh đổi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giới đẳng như vậy. Nam mô thầy. Sa thú, kính thưa thượng tọa, chắc còn vài phút nữa thỉnh thượng tọa hãy trả lời thêm một câu nữa, rồi sau đó thượng tọa đi nghỉ. Khi mà chúng ta đọc vào trong kinh, có một số người cảm tưởng như là sắc thinh hương vị xúc ngũ trần năm thứ bụi làm dơ bẩn tâm, hay là năm cái cảnh ở ngoài đó nó lại là những gì mà chi phối ở đây đau khổ, thật ra chúng ta phải thu thúc sáu căn thôi. Nhưng mà có người đặt câu hỏi ngược lại là nếu quả thật năm cảnh ở bên ngoài mà nó làm phiền, nó làm khổ chúng ta đó, thì như vậy phải chăng cái người khiếm thị, cái người mà mù mắt là hạnh phúc? Và cũng có nhiều người họ nói rằng chúng sanh sanh ở cõi vô sắc, và ở cõi vô sắc thì không có mắt tai, không có không có thị giác khứu giác, không có thị giác thính giác khứu giác xúc giác, thì chúng sanh cõi vô sắc có
có hạnh phúc không? Dạ. Thì tôi nghĩ tôi đã giảng là trong trường hợp mình nói đến ngũ trần là có vấn đề đó, ngũ dục là có vấn đề, thì như vậy là liệu rằng cái sự khiếm thị hay là cái những cái cơ phận khác chúng ta nó không có hoạt động, ngũ quan không hoạt động thì nó có là vấn đề hay không? Xin cái thỉnh thiền tổ hoàn thiện trở lại. Kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, thà rằng mình xả ly, mình bỏ nó ra, thì cái đó là hạnh phúc. Thí dụ như chúng ta, khi một người tu tập, một vị hành giả tu tập biết các dục sắc thinh khí vị xúc nó có vị ngọt nhưng mà nó có cái sự nguy hại, ai đi đâu quá, và xuất ly mới là hạnh phúc. Xuất ly tức là dứt bỏ được cái sự thỉ tham nadia raga đối với sắc thinh khí vị xúc. Thì thà rằng có mà mình bỏ mình không xài, cái đó là hạnh phúc. Còn khi mà mình thiếu, cái tâm nó vẫn hậm hực, nó muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn đến, muốn đụng, nhưng mà khiếm thị, tức là bị mù, bị điếc, vân vân, thì lúc bây giờ thì không phải là một cái hạnh phúc. Bởi vì cái đó là do nó khiếm khuyết, chứ không phải là do họ tự ý từ bỏ. Cho nên ở đây chúng ta bàn về vấn đề này, chúng ta phải nói đến nhiều khía cạnh. Một người mà được phước có đầy đủ ngũ quan, nhưng khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, người đã nhận thức được cái sự nguy hiểm, nguy hại của cảnh trần, người đó thu thúc từ bỏ, thì như vậy người đó gọi là sống hạnh phúc. Còn một người họ không có một cái ý chí bỏ được phiền não, cái tâm của họ vẫn khao khát, vẫn tanh ha, tức là vẫn khá ái, nhưng mà vì họ không có được một cái cơ hội để thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì lúc bây giờ cái tâm của họ vẫn có cái sự ưu sầu buồn khổ, thì như vậy người này đâu phải là hạnh phúc. Cái người mà họ bị mù mắt, họ không thấy cảnh sắc nữa, nó khác hơn cái người mà thấy cảnh sắc nhưng mà họ tác ý để nhàm chán, để bỏ đi hỷ tham đối với cảnh sắc. Nó khác nhau, hai cái điểm nó khác nhau.
Rồi điều thứ hai nữa là chúng ta nói đến cái việc mà ở các cái cõi như là cõi Phạm Thiên Sắc Giới Hữu Tưởng, thì cõi Phạm Thiên Sắc Giới Hữu Tưởng này chỉ có thần kinh giảng, thần kinh dĩ thấy nghe thôi, nhưng mà không có ngửi đến, không có đụng, không có cảm xúc, không có khứu giác, thì vị giác và không có xúc giác. Cái này chúng ta không nói rằng là cái vị Phạm Thiên đó bị khiếm khuyết, bị khuyết tật, không phải. Do vì vị đó hạnh phúc trong thiền và năng lực của thiền, mà trước đây thường cận y duyên, vị đó đã nhàm chán từ ở dưới con người chúng ta, nhàm chán vấn đề phải ngửi, phải nếm, phải đụng. Cho nên vị đó ước nguyện đời sau sẽ lên, không cần những cái thứ này. Mặc dù thân tướng của vị Phạm Thiên vẫn đẹp, vẫn có đủ cái vật phụ trần, nhưng mà không có sử dụng. Còn như đối với Phạm Thiên Vô Sắc thì còn cao hơn nữa. Phạm Thiên Vô Tưởng cũng cao, cho nên chỉ có sắc mà không có tâm. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, ở trên đó không có ngũ giác quan, không đủ ngũ giác quan, hoặc là không có ngũ giác quan là bởi vì do cái ý chí, do cái năng lực của thiền định mà vị đã từ bỏ, thì không thể nói vị đó là thiếu cái hạnh phúc. Thì ở đây là những trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Không thể so sánh cái này so sánh cái kia. Chúng ta tóm lại là chúng ta có một cái thí dụ như là một người có tiền, nhưng mà buổi sáng họ đi dạo trong công viên, họ không cần đem theo tiền, không cần đem tiền, họ không có đem tiền. Và với một người nghèo khổ, không có tiền, buổi sáng họ đi lang thang ở ngoài công viên, vỉa hè, đường phố để hy vọng xin được một vài đồng ăn sáng, vân vân. Thì như vậy giữa hai người, một người nhà giàu họ đi bách bộ dạo chơi không cần đem theo tiền, trong túi họ không có tiền, và một người nghèo khổ trong túi cũng không có tiền, nhưng mà hai người đó cái trạng thái nó khác nhau. Một người thì hạnh phúc và người không có hạnh phúc. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Nam Mô Bổn Thầy. Xin tỉnh thượng tội trở lại để đúc kết cho bài học hôm nay. Sa thủ kích trình thượng tội trời siêu. Thưa vị, câu trả lời của thượng tọa thầy sư vừa rồi đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta có lớp giảng Phạn ngữ và vị giảng sư cũng là thượng tọa thầy sư. Kính thưa chư tôn đức đã vào Rung để chia sẻ chương trình dạy hôm nay. Đại liên quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Bích Thầy Gia Trà Thủ Lành Thầy, con là Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều cho chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp,
Kính cảm ơn quý ốp để hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luận là các tiền nhân pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mục tha nhé. Yang kinci pusala kamang kapa pagiriya mamangkaye navaja manasa didase sukatang katang yesa yeta pasanyino atiye yasata asanyino katang bunya palang mayan sapi paki pawantute yetang katang suwiritang lindang bunya palang mayan yejata Nanakyanan Tideva Ganto Ariveka Yung Sape Lokam Iye Sata Chivanta Harane Tukamadonyang Pojana Sape Lapa